Không, hai cái vé xem phim Hạ Cuối Tình Đầu. Biết là khó tìm lắm không? Cảm ơn chú. Vậy chứ hai đứa nhỏ làm sao? Chăm cực tới mồ. Có bắp nước trong đó luôn rồi, đừng có đòi hỏi gì thêm ở tôi nữa hết á. Lâu lâu mới được ăn mà chú kỳ quá. Ăn gì đâu mà ăn quá trời ăn luôn à. Bộ nhà đói lắm mà không không cho ăn hả? Chú mày kỳ quá nha. Cái gì nữa? Trời ơi, từ nãy giờ cơm này mà ăn gần một thố rồi. Tôi chưa kịp ăn cái gì hết. Chú ăn đi. Con gái con lứa gì đâu ăn rớt nhiễu nhão tùm lum. Trời đất ơi, ghê thiệt chứ. Ăn uống như heo vậy. Chú kỳ quá. Thủy. Gì anh? Anh để em lâu rồi. Em uống sữa của anh nha. Cái gì uống sữa của anh? À không phải, ý anh là cái này là sữa anh mua ở bên Pháp về á. Tốt lắm, đẹp da, tốt cho em á. Em nhận cho anh vui nha. Cảm ơn anh nha. Ê, hôm nay muốn ăn cái gì? Nhà hàng này nhiều món ngon lắm nha. Anh đãi. Em gọi món đi. Nhưng mà hôm nay em có hẹn ăn trưa với khách rồi. Hay là anh kiếm bàn khác ngồi giùm em nha. Là cũng ngồi ăn nhưng mà ngồi bàn khác hả? Cũng được. Tiếc quá. Tiếc gì anh? Người đâu mà đẹp quá, nhìn hoài mới chán. Giờ phải đi sớm. Thôi hay là để bữa nào khác rảnh em cho anh nhìn đã luôn ha. Thiệt không? Thiệt. Nhìn đã luôn hả? Vậy bữa sau nha. Ừ. Nhìn đã luôn nha. Ừ. Ừ vậy anh đi. Bye. Gì vậy? Ăn loan lên nhiều chuyện đi. Mình cười còn đẹp hơn người ta. Chẳng qua là chưa ai tìm thấy được cái vẻ đẹp tiềm ẩn của mình thôi. Ẩn quá tìm hoài không ra. Chú nha, chú kỳ nha. Thời buổi nào rồi mà còn trọng mà cái hình thức bên ngoài. Con nói chú biết nha, hình thức bên ngoài chỉ thu hút người khác giới trong vòng 3 tháng thôi. Quan trọng là vẻ đẹp bên trong. Cái đó là mấy cái lời ngụy biện của mấy đứa mà xấu quá hiểu không? Thôi đi, cái đó là lời ngụy biện của người ế đi chú. Ế hả? Ừ. Để rồi coi. Gì vậy? Ê! Linh! Ê Linh nó cầm! Chú! Hello! Ủa anh Tùng? Hả? À, có duyên quá sao tự nhiên mang ăn trưa chung một chỗ luôn ta? Nói nghe nè, có thích coi phim Hạ Cuối Tình Đầu không? Thích. Ha ha, anh có hai vé nè. Quá! Thiệt luôn á hả? Trời ơi, phim này em nghe nói là phải xếp hàng dữ lắm luôn mới mua được á. Anh có mối quan hệ mà. Đã vậy còn hai vé, để em về dẫn cho mẹ em đi xem. Mẹ em thích phim này lắm luôn á. Anh còn vé nào nữa không? Cho em luôn đi. Còn chứ, để anh mua cho, anh đặt cho. Cảm ơn anh nha. Nè, uống đi em. Nước cam hả anh? Ừ. Em bị dị ứng nước cam. Ủa vậy hả? Em uống nước khác. Uống bưởi không? Vậy thôi, anh uống đi. Xin tố bơ đây cũng ngon lắm. Vậy thôi, anh đợi tí em có điện thoại nha. Alo, em tới rồi nè, em ngồi ở dưới á. Anh ngồi ở trên hả? Dạ, rồi, ok. Thôi, anh ngồi đây uống nước cam đi. Em phải lên lầu gặp sếp Tài, có hẹn với sếp Tài ăn trưa nói chuyện á. Ủa chứ phải hẹn ăn đây hả? Em đi nha. Cười gì? Em bị ấn nước cam. Anh có hai cái vé xem phim Giật Trên Tay Của Đứa Cháu anh nè. Em muốn đi coi không? Trời ơi, em thích lắm á. Anh còn vé nào không? Em về em dẫn má em đi coi. Bớt vô duyên lại được không? Hả?
Có thể bớt vô duyên lại được không? Vui trong bụng quá. Vui trong bụng cái gì? Mình có duyên chút xíu thì khi mình không đẹp á, người ta vẫn có thiện cảm với mình. Đã xấu rồi còn vô duyên nữa là người ta mất thiện cảm với mình. Ai vô duyên? Chú là người vô duyên á. Chú cho cái vé con đã chú giật lại là làm sao? Đó là hy sinh vì tình cảm mà. Còn con thì sao? Con thì sao cũng được. Người ta có nhan sắc, con có gì nào? Được rồi, để rồi coi. Sau này con tân trang nhan sắc lên rồi, có khi nào chú mê con không? Đồ điên. Ê! Chú! Ai tính tiền? Cái đồ vô duyên! Vừa xấu vừa vô duyên nữa! Đây, vô đây anh ơi. Trời đất ơi, mừng quá đi. Có hàng xóm như anh là tu tốt phước lắm. Rồi rồi, anh để xuống nó giùm tôi. Cảm ơn anh nhiều nha. Tôi công nhận nha. Ông thương con gái ông dữ á. Nhờ tôi mua toàn là đồ ăn ngon không. Trời ơi, tụi ông biết sao không? Nó đi làm nó đi làm đồ dữ lắm đó. Tội nghiệp nó. Nên tẩm bổ cho nó vậy mà. Ông đúng là có phước nha. Ông có đứa con gái vừa dễ thương, vừa ngoan hiền, mà vừa siêng năng nữa. Cảm ơn, đúng là tôi có phước. Còn anh vô phước hả? Có con không? Tôi có con mà, ý tôi nói là con gái. Ủa? Tôi không? Con nè, chào chú đi con. Chào chú. Con ấy con vô con tắm rửa sạch sẽ đi. Ở ngoài này cái ba nấu cơm cho con ăn. Bữa nay nhờ chú mua cho con đồ ăn quá trời kìa. Ba. Hả? Bán nhà đi. Cái gì? Mày nói gì kìa? Vậy tự nhiên cái bán nhà là sao? Không bán nhà vậy mấy, bây giờ ba thế chấp đi. Ba đưa tiền cho con. Rồi mắc mớ gì phải thế chấp căn nhà này? Bộ mày cần tiền lắm hay sao mà tự nhiên bán nhà thế chấp từ lừa vậy? Thì trước sau gì tài sản này ba cũng cho con thôi. Giờ đưa trước đi, mốt khỏi với chi chút. Cái gì kỳ vậy, là nghĩa làm sao? Ba bán nhà nha. Không bán nhà con đi bụi luôn á. Ê trời đất ơi. Trời đất ơi, cái con này. Cái gì kỳ vậy? Tự nhiên nó cần tiền ngang xương vậy? Ông ơi, hả? Cái kiểu này nè, nó kêu ông bán nhà là để nó ăn chơi trác táng á. Theo kinh nghiệm của tôi á, con nhỏ này nè, không chừng á, nó chơi này nè. Vô duyên đi ông nội. Còn bạn gái lâu lâu nó buồn buồn, nó hút điếu thuốc có làm sao đâu. Không phải, ý tôi nói là nó chơi thuốc á. Em đừng làm tôi sợ nghe. Làm sao? Ông cứ bình tĩnh đi. Trên đời này, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hả? Trời ơi, ở khổ cuộc đời tôi quá đi chứ. Ba ơi, cứu con lần này đi ba ơi. Thôi mà, nhà cửa bán hết trơn hết trọi rồi. Tao còn đứng ra đây với mày là coi như là trời ơi. Ba ơi, cứu con. Má gửi tiền nhiều lắm mà ba. Trời ơi con ơi, phải tội nghiệp má con chứ. Ở bên bển cũng cực khổ buôn bán rồi bưng bê cho người ta lau chùi quét dọn kiếm đồng tiền cực lắm mà con. Ba, chẳng lẽ ba để con gái ba chết vậy hả ba? Trời ơi, ba nó lên cơn kìa. Trời ơi, chết tôi rồi. Mở cửa, mở cửa. Hả? Ba ơi. Lẹ lên. Ba ơi, ba. Cứu con. Lẹ lên. Ông già, ông Huy đâu? Tôi đâu biết ông Huy nào đâu. Ông giỡn mặt với tôi hả? Nếu ông nào không giao con Huy ra nha, là tôi xử ông đó. Tôi đâu có biết. Tôi đi từ 1 tới 3 nha. Tôi đâu có biết đâu. 1. Tôi không có biết thiệt. Ba. Đỡ bếp kìa. Ôi trời ơi. Bây giờ mày có ra không? Con ơi. Bây giờ tao đếm ngược nha. 3 tới 1 nha. 3. 2. 1. Chết rồi. Con ơi. Thôi được rồi. Để tôi đưa. Tao trả. Thôi được rồi. Để ba trả. Khổ quá đi. Con ơi. Trời ơi. Công trình. Ha 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 ha
Thành công rồi. Tuyệt vời. Thành công rồi anh đi ơi. Có tiền chơi tiếp rồi. Ê, đâu mà chơi nữa. Đức. 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 Không. Không bao giờ. Không bao giờ. Không bao giờ đâu. Cái phong cách này rất là hợp với em. Kể từ giờ phút này, Vi không còn là một nhân viên tổng hợp việc lẻ buồn tẻ như ngày nào nữa. Mà bây giờ là Vi xinh đẹp. Rồi tôi nghe. Rồi anh Tùng. Vậy nha Vi. Cái gì vậy? Mới làm cái trò gì vậy? Hả? Tại sao ăn bận như vậy? Đẹp anh, đẹp đẹp. Rồi vừa xét siêu vừa cá tính nữa. Triệu like. Like cái đầu của cậu chứ like. Nhân viên văn phòng mà ăn bận như đi vũ trường quán bar vậy hả? Rồi khách hàng ta vô ta nhìn ta đánh giá nhân phẩm của mình. Quần tay áo sơ mi đi thay liền cho tôi lẹ lên. Chú. Cái gì? Sếp nói mà còn dám đứng nó nhìn nữa hả? Đi. Con nhớ ba con đang ở nhà mà. Nói rằng kiểu gì vậy hả? Đi lẹ không? Vi. Dĩ hợm. Anh này phụ nữ mà nhận xét thẳng thừng quá không được đâu. Nó con cháu tôi muốn nói gì tôi nói. Còn cậu sao quan tâm nó dữ vậy? Cái gì đó? Muốn tôi đánh giá cho bản thi đua không? Hả? Lo làm việc đi. Triệu like, triệu like. Xuống đang yêu quá chừng. Vi ơi, đẹp hoa Vi ơi. Một phòng, hai phòng, ba phòng. Ôi đẹp quá. Ôi, sao lại biết mình thích màu đỏ vậy chứ? Thật là tâm lý. Chú ơi, hồi đó giờ chú có được ai tặng hoa chưa? Hay chú có tặng hoa cho ai chưa? Chú ơi, không biết chú có biết ý nghĩa về bông hoa hồng không ta? Hay là hoa cẩm chướng, chú có biết ý nghĩa của nó không? Trời, con là con yêu hoa lắm á. Nhưng mà con nhìn thấy chú á, con nghĩ là chú chỉ biết ý nghĩa về bông vạn thọ thôi đúng không? Trời ơi, thích quá à. Alo. Cái gì? Mất hả? Bạn ơi, tôi chia buồn với bạn nha bạn. Rồi, tôi sẽ thu xếp. Vậy nha bạn. Con. Dạ. Bông đẹp thiệt á. Dạ. Chỗ này có người ship tới tận chỗ luôn hả? Dạ. Cho chú số điện thoại được không? Ủa chi vậy chú? Dượng của thằng bạn chú mới mất. 106 tuổi à. Ra đi đột ngột quá. Cho chú xin số điện thoại đi. Chú muốn đặt vòng hoa điếu gửi về dưới. Trời đất ơi, vô gì? Ủa cái gì vậy trời? Nghĩa tử là nghĩa tận mà con. Gì vậy? Em nói đưa em về tới đây được rồi. Anh về đi. Thì em lên nhà đi cho anh an tâm. Với lại nhớ thuốc anh mua nha. Trời ơi, về đi. Người ta thấy kỳ lắm. Đâu có ai đâu mà. Sao đâu? Ủa? Gì vậy? Anh Tùng. Chú. Ừ. Thôi, về nha. Ủa? Em? Cái sao gì vậy? Sao tự nhiên? Gì vậy? Ủa? Sao vậy? Dạ. Sao níu kéo nhau vậy? Có gì đâu, đồng nghiệp mà chú. Đồng nghiệp mà níu kéo nhau vậy hả? Đồng nghiệp thôi mà, đâu có gì đâu chú. Có ai nói gì đâu. Tôi hỏi sao níu kéo, đâu cần giải thích sâu xa dữ vậy.
Thôi tôi hiểu mà, trời ơi 22 tuổi rồi có quyền níu kéo nhau chứ. Chào tôi nha. Dạ. Chú. Gì? Chú nói gì vậy? Người ta gửi gắm không được hả? Sao lúc đầu mới vô công ty tôi gửi gắm không nói, giờ tôi gửi gắm nói là làm sao? Ngộ hả? Chào tôi nói nha. Dạ. Ê, anh nói nghe nè, mới có phim mới ra đó, Hạ Cuối Tình Đầu hay lắm, đi coi nha. Đi coi phim hả? Ừ. Hạ Cuối Tình Đầu hả? Ừ. Thôi đi coi phim đi. Ừ. Mày làm gì đó? Nắm tay đồ nữa hả? Đi về đi. Dạ ba con. Ừ. Thôi mà. Cái gì? Vy ơi. Thôi. Vy ơi Vy. Thôi mà mệt quá à. Thôi mà mệt quá vậy. Ra ba nói nghe. Thôi mà. Yeah. Đừng mà. Ba mẹ mày hả? Trời ơi, mày đàn đúng con gái tao, mày bước ra đây. Mày bước ra đây. Mày bỏ con gái tao ra. Mày bỏ con gái tao ra chưa? Ba. Hả? Ba đừng có ngăn cấm tình yêu của tụi con mà. Ngăn cấm cái gì? Ba không cho phép con, hiểu chưa? Ba không nhìn nhận con là con, nhưng mà bác không thể nào không nhìn nhận cháu của bác được. Cháu nào? Bác mớ gì? Cháu nào ở đâu đây? Hả? Dạ. Có nào cháu nào ở đâu đây? Tao có mỗi đứa con gái duy nhất hả? Mắc mớ gì mà tao có đứa cháu nào? Thì... Hả? Hả? Trời đất ơi! Mày cởi áo ra! Cởi áo ra tao coi! Mày che cái gì vậy? Cởi ra! Trời ơi! Mở cởi ra mau! Trời ơi! Cái bụng nó lấp lấp rồi! Chết tôi rồi! Trời ơi! Trời ơi! Con ơi! Là con ơi! Ba ơi ba! Ba tha lỗi cho con đi ba! Ba ơi! Ba tha lỗi cho tụi con đi ba! Trời ơi! Tao đã cấm tụi bay rồi! Tại sao lại còn như vậy hả? Thôi nếu vậy thì em ở lại với ba đi, để anh đi cũng được. Không, không anh ơi, em không thể nào sống thiếu anh được. Nếu anh đi, em sẽ đi với anh. Trời ơi, em không thể nào sống thiếu anh được. Nếu mà anh đi thì em cũng chết đi. Vậy thì còn cha nó ở đây chi? Trời ơi, cha nó sao đi? Không. Ủa, thì ra là giấc mơ hả? Sẽ luôn thật gần bên Vy, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu Vy, cùng Vy đi đến chân trời. Trời ơi, anh này mãi là tổ tình với tôi, anh là tôi đồng ý liền. Lắng nghe từng lời sao sao bà không ngủ hả bà? Sao? Vì Vy luôn đẹp nhất. Bà muốn không? Muốn tôi tỏ tình với bà cho. Ông mới là mơ á. Luôn là tiền ăn trong anh, không xa rời. Ủa? Cái gì vậy? Đang tỏ tình đó. Nó tỏ tình? Vì Vy luôn là tia nắng trong anh. Ủa sao nó tỏ tình mà lại kêu tên Vy? Hả? Không lẽ nó tỏ tình với con Vy, con gái của tao? Vy! Hả? Hồi tối hôm qua, con thấy ông này nè. Chúng ông cháu bà Vy á. Mày nói thiệt hả? Nó giỡn con Vy hồi tối hôm qua. Rồi bây giờ nó tới đây nó hát cái bài gì tên Vy để nó tỏ tình. Trời ơi, nó còn quỳ xuống kìa. Vì anh yêu em. Nó đưa nguyên một cái bông bụp lên. Một cái... Ý không phải bông hồng mà chưa có nở. Bây giờ phải xử làm sao? Tao phải xử nó. Bác ơi, chuyện này rất là nhỏ. Hãy để con ra tay cho. Đúng, mày một ra tay. Một cách nhẹ nhàng, êm ái. Lên đi con. Vì anh yêu em. Tưởng là nhẹ nhàng, êm ái. Nè mày, lau mặt đi. Nè, tôi nói cho cậu nghe nghe chưa. Tôi cấm tuyệt cậu lai giảng tới con Vy con gái tôi nữa. Cậu nhớ đó, tôi cấm nghe chưa. Sao vậy bác? Vy 22 tuổi rồi. Hả? Đủ tuổi yêu đương rồi mà. 22 tuổi cái gì?
Cho dù bây giờ nó có là 30 tuổi đi nữa thì nó vẫn là đứa con gái bé bỏng trong lòng của tôi. Nó không có biết cái gì về tình yêu hết trơn á trời á. Đừng có dụ dỗ nó nghe chưa. Đàn ông con trai mấy cậu thời buổi bây giờ là đồ sở khanh, là đồ lừa gạt, hả? Là cái đồ mà gọi là bậy bạ trên đời đây. Cấm tuyệt nghe rõ chưa. Nếu như vẫn còn lai giảng, tao không có tạt nước bình thường vậy nữa đâu. Tao tạt cái khác đó. Cái gì nữa bác? Nước. Nữa hả? Nữa. Ủa chú Đức. Chú làm gì ngồi thẫn thờ vậy? Tùng Tùng. Chú có anh này muốn nhờ Tùng nè, Tùng giúp chú á. Chuyện gì chú nói đi. Sao? Trời ơi, cái chuyện của con Vi. Bây giờ á, suy nghĩ làm sao đó, tìm cách nào đó mà tách cái thằng nó ra khỏi con Vi giùm cho tôi coi. Khó lắm chú ơi. Trời ơi, tuổi trẻ bây giờ nó đã yêu thương nhau rồi thì không có cấm cản được đâu. Có dụ mình khuyên, mình nói khuyên, mình lựa lời mình khuyên. Nếu không mà không khéo là áp phê ngược á nha. Thì đó, ngược rồi chứ bộ ngược hả? Trời ơi, con Vi nó không, tụi nó nè, mới nãy nằm trên bao. Trời ơi, tôi thấy là nó đi với cái thằng đó mà cái bụng nó tè lè vậy nè. Nó nói là nó không nhìn mặt tôi nữa, nó không muốn sống chung với tôi nữa, nó bỏ tôi. Trời ơi, tôi khóc quá, trời khóc luôn rồi. Tôi chung ra đây tôi ngồi đi nè. Khổ ghê. Trời ơi, nằm mơ mà làm con hết hồn theo chú à. Trời ơi. Không sao đâu, tại vì mình nghĩ cái gì nhiều quá là mình nằm mơ mình thấy nó thôi. Ở đó, cái chuyện đó sự thật nó mới hiện ra chứ. Chú ơi, là con thấy vậy nè chú, cũng được á. Nó lóc chóc vậy chứ tính nó cũng lành. Nói với con Vi coi vậy mà hợp đó nghe. Ở đó mà hợp. Với lại giờ thời buổi bây giờ mà cấm cản gì nữa hả chú. Dạng sự tùy duyên. Vậy nghe chú, con đi làm nghe. Dạng sự tùy duyên. Anh dẹp mấy cái trò này đi. Đừng có theo đuổi tôi nữa. Tìm cô gái khác mà tỏ tình đi. Suốt ngày cứ làm ba cái trò này với tôi hoài vậy. Sao em cứ từ chối tình cảm của anh hoài vậy? Không lẽ em có người yêu hả? Phải. Thiệt hả? Ai? Đây. Đây là người yêu của tôi, chú Tùng. Ngày mai tôi nghỉ việc. Thắng à, nghe tôi nói nè. Thắng lại đi Thắng. Con quá đáng lắm luôn. Con đùa giỡn tình cảm của người ta. Không thích thì nói với người ta từ đầu đi. Con có đùa giỡn đâu. Không đùa giỡn hả? Thì tại sao lôi tôi vô? Nói tôi là người yêu hả? Nhìn tôi nè. Xích lại đây. Con có ý gì với chú hả? Na na ơi, con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. À, dậy ăn sáng con à. Vi. Con gái nè. Cục cưng. Dậy nè. Ba pha cà phê cho con uống nè. Vi. Vi à. Vi. Cái gì Tùng vậy con? Uống cà phê. Ủa ba hả? Ba nè. Ba pha cà phê cho con uống nè. Ủa trời ơi. Cái gì vậy? Sao hôm nay ba mặc áo sơ mi trắng vậy? Thì lâu lâu ba mặc vậy cho ba đẹp. Ba muốn cưa sừng làm nghé hả? Cái gì đâu, cưa sừng làm nghé thì mặc vậy giống như ba hồi tin vậy đó. Bố đừng có mặc áo sơ mi trắng nữa nha. Gì nữa? Ba đừng mặc áo sơ mi trắng nữa nha. Là sao? Ba đừng có mặc áo sơ mi trắng nữa nghe. Ủa gì kỳ vậy? Không lẽ tối ngày cuộc đời tôi mặc màu đen? Tôi nghĩ là cái chiến lược PR của mình có một sự thay đổi để mình bán chạy hơn cái lớp 8 này. Dạ, theo như em nghĩ á, thì cái chiến lược PR này mình đúng là như anh nói, phải thay đổi một chút xíu. Đồ điên. Sao suy nghĩ vậy chứ? Cái gì vậy Vy? Điên. Vy. Gì vậy? Vy ai ức hiếp hả?
Dạ, dạ không có. Có bị ai ức hiếp không? Dạ không có bị gì hết. Đã nói rồi, có chuyện gì nói cho chú nghe. Con đi pha cà phê sữa cho chú nha. Chú uống cà phê. Dạ cà phê. Cà phê có bị gì không vậy? Dạ không, con nha. Có bị gì không? Nó bị cái gì chắc luôn rồi nè. Bà kia tôi ra đây có chuyện gì vậy hả? Sao không nói năng hết trơn vậy? Có cái mặt bà kia thờ thẫn đờ đẫn không có miếng sức sống hết trơn. Không biết sao luôn á. Mà sao tôi thấy ghê quá à. Ghê cái gì? Sao lúc nào tôi cũng thấy hết trơn á. Làm gì tôi cũng thấy nha. Đi toilet tôi cũng thấy. Thấy gì? Bà ám ảnh ai hả? Ê nó nghe nè. Rồi bà đi cúng kiến thầy bà gì chưa? Cái gì cúng kiến? Thì bà nói bà ám ảnh đó là bà thấy ma đó. Không phải ma quỷ. Ý tôi nói trai. Cái gì? Trai hả? Cái gì? Nó nhỏ thôi làm gì đây vậy? Ê bà đừng có nói với tôi là cái mối tình 2772 đúng không? Không hả? Không phải. Gì 72 dữ vậy? Mới có ba mấy tuổi hả? Ba mấy tuổi nào? Thì không biết sao nữa. Nhưng mà sao tôi có thấy hoài à? Âm bạch tôi nghĩ á, chắc là do có khi nào trên công ty tôi làm việc nhiều quá, rồi cái tối tôi về tôi bị ám ảnh không? Chứ sao mà kỳ vậy ta? À, mối tình công sở đúng không? Mà còn đơn phương nữa. Bà Vi ngày xưa hiền lành dễ thương của tôi đã mất tiêu rồi. Không phải. Trời, không biết nói sao cho bà hiểu nữa. Nói gì? Thôi khỏi nói gì nữa hết á. Tôi nhìn thấy bà là hả, thấy những biểu hiện của người đang yêu lắm luôn rồi đó. Mặt á thì đỏ lên. Mà em nói nghe nè, đứng gần ổng á, bà có thấy tim bà đập mạnh không? Có chút chút. Có không? Vậy là bà đang yêu rồi đó. Gì? Yêu thì nói yêu, có gì đâu sợ. Mochi. Trời đất ơi, mày làm cái gì vậy? Có điên không con? Cái gì đâu mà hộp lấy giùm cho ba coi, dọn sạch cho ba coi. Trời đất ơi, lông gà mà nó bứt kìa cơ kìa, trời ơi còn gì cái chổi nữa. Hốt mau nhanh lên. Vậy hốt lông gà. Mày điên hả, mày làm gì kỳ vậy? Hốt vô. Trời ơi, mấy bữa nay con sao vậy? Cái gì mà cứ mơ mơ màng màng, thơ thơ thẩn thẩn. Dạ. Trong đầu mày bị ai nhập mày hay sao? Mày làm gì thế ghê vậy? Dạ, không có bà. Phải lấy cái rổ, lấy cái gì đó rồi thấy rồi bỏ vô, mày cầm về biết đến chừng nào. Dạ, dạ. Ôi. Đi ra mở cửa kìa. Ba mở giùm con đi. Con đang dẹp mà. Ghê. Điên khùng gì đâu. Nhà gì mà lông gà lông vịt không hả? Chết rồi. Ơi. Vô đây, vô đây. À. Trời đất ơi. Vô đây thông cảm nghe. Coi nè, coi nó điên nó khùng không? Nó mấy bữa nay nó bị cái gì á, nó bứt lông gà lông vịt nè. Đấy, bị tin nè. Bị kiếm gì dữ vậy? Tôi không hiểu vậy. Ngồi dậy chào chú Tùng kìa. Ủa Tùng, ba đang chi vậy, có gì không? Nhà bị hư ống nước mà con để quên cái hộp tôi vít ở đâu rồi, con chạy qua con mượn chú cho lẹ. Về à, đi vô lấy cái hộp tôi vít đưa cho chú Tùng mượn, nhanh lên tao quánh à. Ba, nhanh ba, ba, đi vô. Ba lấy giùm con đi. Đi vô lấy, lẹ lên còn ra dọn dẹp. Dạ. Ôi, ngồi đi chú Tùng. Dạ dạ dạ. Cái con này bữa nay nó bị cái gì á? Ngồi xuống đi chú Tùng ơi. Ừ. Đây. Được rồi. Kìa, đó cái gì mày có điên không? Tao biểu mày lấy cái tu vít bài sửa điện á, mà đem nồi cơm ra ăn chay. Dạ. Cái hộp mà đựng tu vít đó nhớ không? Dạ dạ. Nó bữa nay nó làm sao đâu đó, tôi cũng không hiểu được. Lên. Cái này cái đồ gãy lưng mà trời. Ơi, mày hiểu mày đi vô mày lấy. Dạ. Cái hộp tu vít mày nghe không? Cái tu vít hả? Dặn ông ốc á. Con đi toilet chứ đã. Trời ơi, toilet hướng này nè. Con này thiệt tịch gì vậy? Bị đâu vậy? Hả? Hướng này nè. Dạ.
Trời đất ơi, ủa từ tôi dứt mà qua toilet lẹ dữ vậy. Không được luôn á, nó làm sao đâu á. Cứ Tùng ngồi chờ nghe, để tôi lấy cho. Con này mấy bữa nay không biết nó bị cái gì á. Trời ơi, toilet không biết ở đâu luôn. Ừ, bởi vậy mới nói. Đây, đây, nè, hộp tôi dứt nè. Dạ. Đó, nè. Bây giờ con cảm ơn chú. Con xuống với con sữa cho con trả lại chú nghe. Rồi, rồi. Dạ. Ê, mà khoan đã, nói nghe. Dạ. Ngày mai ấy chú coi cho tôi xin Vi nó nghỉ, tôi chở nó đi khám coi không biết nó có bị thần kinh gì không. Không có đâu chú ơi. Dạ. Con nhìn con biết cái này là đang yêu. Đang yêu hả? Ủa, đang yêu mà bức lông gà rồi sao? Nó yêu ái, yêu mà bức lông gà nguyên cây chổi này. Tại sao vậy? Hả? Các cô có biết đó là khách hàng VIP hay không? Dạ. Cô biết hay không? Dạ biết. Ai chịu trách nhiệm? Ai chịu trách nhiệm chuyện đó? Tại sao để cho khách hàng VIP cầm lên mình? Ờ, dạ. Vào công ty này ăn lương của công ty chỉ để tám chứ qua ngày qua chuyện thôi hả? Dạ. Chỉ để làm đẹp thôi hả? Dạ sếp ơi, dạ sếp nghe em nói được không sếp? Không nói không gì hết, không ý kiến, không chăm trước gì hết. Tôi nói cho biết nghe chưa? Chỉ cần khách hàng VIP rút hợp đồng lại, tôi đuổi việc hết. Hả? Sếp ơi, sếp ơi em xin sếp đừng đuổi việc em mà sếp. Sếp đừng đuổi việc em mà sếp ơi. Sếp mà đuổi việc là em chết đó sếp ơi. Nhưng với em thì khác. Anh có thể đuổi tất cả nhân viên, em thì không. Thiệt không anh? Thiệt má. Em biết quyền lực của anh như thế nào rồi chứ. Nhưng mà em lo. No. Nhiệm vụ của em là chỉ làm việc và làm đẹp. Cả thế giới hãy để anh lo. Đi điên hả? Ngồi xuống. Làm cái trò gì vậy?